Trần Hưng Nguyên lập cú hat-trick huy chương vàng tại SEA Games 32. Karate Việt Nam giành 6 huy chương vàng, xếp nhất toàn đoàn tại SEA Games 32. U22 Việt Nam ngạo nghễ bước vào bán kết SEA Games 32 trước một trận đấu. Tối ngày hôm nay, U22 Việt Nam chạm trán với U22 Malaysia tại bảng B SEA Games 32. Trước đối thủ đang khát điểm, U22 Việt Nam lựa chọn lối chơi chậm, chắc ở phần sân nhà. Phút thứ 5, Minh Trọng kiếm được quả phạt đền với cú sút xa đưa bóng trúng tay trung vệ Harris trong vùng cấm. Trên chấm 11m, Văn Tùng không thể chiến thắng thủ môn U22 Malaysia sau cú sút đầu tiên, nhưng đã kịp băng vào đá bồi cận thành, mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở phút thứ 7. Phút thứ 33, đoàn quân áo đỏ có bàn thắng thứ 2 sau một pha tổ chức tấn công đơn giản. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Văn Tùng đánh đầu tung lưới Malaysia, nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam. Trong thế trận bế tắc, Malaysia bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 43. Cú sút phạt căng của Muhammad Alip khiến Văn Chuẩn không bắt dính bóng, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho đội bóng áo vàng. Sang hiệp 2, Malaysia gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam bằng những tình huống bóng bổng. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính. Đỉnh điểm trong hơn 10 phút cuối trận, Thanh Nhàn không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng vẫn giúp U22 Việt Nam giành lợi thế lớn khi khiến Sapwan và Namudin bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ, lần lượt ở phút thứ 79 và 82. Trải qua 90 phút đầy khó khăn trên sân Prin, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Malaysia 2-1 nhờ cú đúp của Văn Tùng. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Jier giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 trước một trận đấu. Trước đó ít giờ, U22 Thái Lan thắng dễ 4-1 trước U22 Lào. Ở trận đấu cuối cùng, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ có trận đấu quyết định cho ngôi đầu bảng B tại môn bóng đá nam SEA Games 32. Tối ngày hôm nay, trên đường đua xanh, các kính ngư Việt Nam đã thi đấu ấn tượng, đem về nhiều tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, kính ngư Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 4 phút 19,12 giây. Huy chương bạc nội dung này thuộc về Nguyễn Quang Thuấn với 4 phút 21,03 giây. Với tấm huy chương này, Hưng Nguyên là vận động viên đầu tiên có hat-trick huy chương vàng tại SEA Games 32. Trước đó, chàng trai vàng của làng bơi Việt Nam đoạt huy chương vàng cá nhân 200m nam và 4x200m tiếp xúc đồng đội. Còn ở nội dung 1.500m bơi tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng dễ dàng cán đích đầu tiên ở chung kết tại SEA Games 32. Kính ngư 22 tuổi người Quảng Bình về nhất nội dung này với thành tích 15 phút 11 giây 24. Trong khi đó, đồng đội Nguyễn Kim Sơn giành huy chương bạc với thành tích 15 phút 35 giây 31. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ hai của Nguyễn Huy Hoàng tại SEA Games 32, sau khi anh cùng Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn và Hoàng Quý Phước về nhất nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam tại SEA Games 32. Ngày hôm nay, đội tuyển karate tiếp tục thi đấu ấn tượng khi mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam hai tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Các võ sĩ nữ Việt Nam gồm Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã vượt qua các đối thủ từ Philippines ở chung kết để giành huy chương vàng nội dung kumite đồng đội nữ. Ngay sau đó, các võ sĩ nam Việt Nam gồm Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp và Lò Văn Biển cũng đã giành huy chương vàng nội dung kumite đồng đội nam. Với thành tích này, đội tuyển karate Việt Nam đã chính thức khép lại SEA Games 32 đầy ấn tượng khi giành đến 6 huy chương vàng. Trước đó, các võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã giành huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nữ. Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh cũng mang về tấm huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nam. Ở nội dung kumite nữ, Hoàng Thị Mỹ Tâm giành huy chương vàng hạng dưới 55kg, còn Ninh Thị Hương vô địch hạng dưới 68kg. Ngoài 6 tấm huy chương vàng, đội tuyển karate Việt Nam còn giành thêm được 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Thành tích này giúp đội xếp nhất toàn đoàn ở môn karate. Vào chiều nay, ở chung kết nội dung 5.000m nữ, Điền Kinh Việt Nam có 2 vận động viên tham dự là Phạm Thị Hồng Lệ và Nguyễn Thị Oanh. Xuyên suốt đường đua, Hồng Lệ và Nguyễn Thị Oanh luôn duy trì vị trí trong top đầu. Những mét cuối cùng, cả hai vận động viên đều chạy nước rút. Chung cuộc, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 17 phút 00 giây 28. Qua đó thành công bảo vệ tấm huy chương vàng nội dung chạy 5.000m. Còn Hồng Lệ giành huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam.
SEA Games 32 ghi dấu Nguyễn Thị Oanh là vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên đăng ký thi đấu 4 nội dung và cô được kỳ vọng giành chọn 4 tấm huy chương vàng. SEA Games 32 với khẩu hiệu Thể thao sống trong hòa bình sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, khai mạc ngày 5 tháng 5 năm 2023. Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực và cũng là lần tổ chức có số lượng bộ huy chương kỷ lục. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu vào top 3 toàn đoàn với 100 đến 120 huy chương vàng. SEA Games 32 cũng là bước chuẩn bị quan trọng của thể thao Việt Nam cho ASEAN 19 sẽ diễn ra tháng 9 tại Trung Quốc. Đặc biệt lần này, ngoài nhiều môn thi đấu quen thuộc như bóng đá, điền kinh, bơi lội, quyền anh, cầu lông, chủ nhà Campuchia còn đưa vào nhiều môn thi đấu mới lạ, đáng chờ đợi. SEA Games 32, đại hội thể thao lớn nhất khu vực, hấp dẫn, quyết liệt, fair play. SEA Games 32, thể thao sống trong hòa bình, từ 29 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 2023 tại Campuchia. Sáng nay, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi giành được huy chương vàng ngay trong ngày ra quân tại SEA Games 32. Đinh Phương Thành, Nguyễn Viết Khánh Long, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam. Đội tuyển thể dục Việt Nam đã giành được tổng điểm 313, bỏ xa các đối thủ rất mạnh xếp ngay sau là Philippines 305,25 điểm. Malaysia giành huy chương đồng ở nội dung này với 295,50 điểm. Với sự khởi đầu thuận lợi này, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam hứa hẹn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công tại SEA Games 32. Chiều ngày hôm nay đã diễn ra trận tranh huy chương đồng môn bóng chuyền nam tại SEA Games 32 và đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Ở set đấu đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền Thái Lan thi đấu có phần trệch choạc. Trước thời cơ này, tuyển bóng chuyền nam liên tục lấy điểm và tạo ra khoảng cách và giành chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên với tỷ số 25-18. Sang đến set thứ hai, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục thể hiện tốt. Đây là set mà Việt Nam liên tục dẫn trước và thi đấu chủ động. Kết thúc set 2, Việt Nam giành chiến thắng 25-20. Đến set thứ 3 quyết định, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì phong độ và tinh thần tốt, áp đảo Thái Lan. Không có bất ngờ nào xảy ra cho tuyển Thái Lan. Họ chấp nhận thất bại ở set 3 với tỷ số 20-25. Thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã chơi nổi bật hơn hẳn và giành chiến thắng liên tiếp 3 set đấu, qua đó chính thức giành tấm huy chương đồng tại SEA Games 32. Tính đến 23:30 ngày 8 tháng 5, Campuchia vẫn đứng đầu bảng tổng sắp với 37 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 32 huy chương đồng. Đoàn thể thao Việt Nam có cú bứt phá ngoại mục với 28 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 35 huy chương đồng, đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp. Ở vị trí thứ 3 là đoàn thể thao Thái Lan với 28 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 32 huy chương đồng. Trong ngày 9 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn thi đấu đáng chú ý. Đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội tuyển nữ Philippines tại bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32 lúc 16 giờ. Cùng với đó, bộ môn bơi và điền kinh hứa hẹn sẽ làm màu vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngày mai, bóng chuyền nữ sẽ chính thức khởi tranh. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đấu trận giao quân lúc 14:30 gặp đội tuyển Singapore. Ngoài ra, trong ngày 9 tháng 5 còn diễn ra các môn nhảy cầu, cầu lông, bóng rổ 5x5, bia, boxing, e-sport, golf, thể dục dụng cụ, cun khơ me, cửa ốc, pencasilat, bi sắt, bóng bàn, tennis và vô vi nam. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nhật ký SEA Games 32 ngày hôm nay trên Nextport. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành, quan tâm và theo dõi. Đừng quên like và subscribe, cùng tiếp tục ủng hộ những tin tức liên quan tới SEA Games 32 trên các nền tảng Nextport. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nhật ký tiếp theo.